học tiếng Hàn Quốc nhá, tiếng Hàn Quốc mà ăn học không cần, đầy việc làm, ăn học không cần, biết hơi xấu, việc làm đầy. Mày ăn học vào đi làm những việc ngu người, nó lại còn ngu thêm, thích ăn học lại còn làm việc ngu thêm, ăn học lại ngu đi, ăn học không cần nhá, việc làm đầy. Ví dụ ở Hàn Quốc, chữ Hàn tiếng Hàn này, là A là như thế này, A này, này là ơ, ơ này, A ơ đúng không? Đây, này là E, D gì đó, loại loại là như thế. Chữ này là hờ, đúng không nhỉ? Hàn Cúc U là như thế này. Đây, như này. Này là chữ Hàn Quốc nhé, tên nước Hàn Quốc là như này, nhớ không nhầm là như vậy. H này, A này, N này, H này, C, G này, U này, Hàn Quốc ấy. Nó không phải như này, nó là như này, là Hàn Quốc đó, chữ Hàn Quốc. Đây, xin chào là An Nương Ha Xê Rô, là như này, An này, N này, mấy chữ Nương Vô, ông ạ, N này, Nương, Nương này, này đúng không nhỉ? Ha, C, C, đây này, Vô, như này sao? Có thể là nhầm nhưng mà đại loại nó là như thế, là An, An Nương này, này không phải nhá. An Nương Ha Xê Dô đó là xin chào, hay là Cam Sa Heo là cảm ơn. Cam này, mờ đây, Sa này, Hê và Dô, này là cảm ơn nhé, xin chào và cảm ơn. Nói chung là ăn học không cần, việc làm đầy, ăn học lại ngu đi, ăn học lại còn bị bắt nạt chơi bẩn, ăn học bị chơi bẩn. Nói thẳng luôn, cận thị hay viễn thị tập luyện được, và nhóm máu AB hay là AB trừ hay là O, đừng có tin bác sĩ, hiểu không? Mày tin bác sĩ chỉ có chết thôi, chết, ngu chết, ngu chết. Tin người, tin người chỉ chết thôi, nói thẳng luôn, tin người chỉ chết thì nhóm máu hoặc là cận thị viễn thị, cái này tập luyện được. Nhóm máu này thích thì đi tự đi học về bác sĩ nhá, học bác sĩ cứu người, không phải học bác sĩ để kiếm tiền hay là học bác sĩ để bán kính kiếm tiền, nên không có ai tốt cả. Ra ngoài xã hội thì tôi gặp nhiều công an, cảnh sát hay là lãnh đạo hay là ngân hàng, bảo hiểm hay là công nhân hay là tổng giám đốc hay là quản lý hay là tổ trưởng, đi làm nhiều rồi, bây giờ 35 tuổi rồi nha. Phiên bản 1989 đó, đầy người, không ai cần ai hết cả.